OPEC kêu gọi các thành viên tôn trọng thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Đập Tam Hiệp Trung Quốc mở 11 cửa xả lũ lớn chưa từng có. Châu Âu chia rẽ về cách tiếp cận với mạng 5G. Thưa quý vị, chỉ có tuân thủ nghiêm ngặt về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ mới có thể khôi phục được sự ổn định của giá dầu vốn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đây là nhận định chung của các bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Đến tháng 7, 13 nước OPEC cùng với 10 nước ngoài OPEC đã triển khai tới 95% thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Trước đó, OPEC cộng đã nhất trí cắt giảm sản lượng ở mức kỷ lục 9,7 triệu thùng một ngày kể từ tháng 5 nhằm ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19. Việc cắt giảm sản lượng này kéo dài đến cuối tháng 7, sau đó duy trì ở mức cắt giảm 7,7 triệu thùng một ngày cho đến cuối năm nay. OPEC đã hoan nghênh sự tuân thủ có ý nghĩa của các nước tham gia thỏa thuận, song cho rằng tỷ lệ triển khai thỏa thuận có thể đạt ở mức 97% nếu Mexico cũng có động thái tương tự. Hôm nay, Australia đã hối thúc công ty công nghệ Google của Mỹ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí địa phương theo quy định mới của nước này. Hồi cuối tháng 7, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia đã công bố dự thảo của Bộ Quy tắc về việc các hãng công nghệ buộc phải trả phí khi sử dụng thông tin của các tổ chức báo chí nước này nhằm lấy ý kiến của các bên liên quan trước khi hoàn tất văn kiện vào cuối tháng 8. Để đối phó với quy định trên, thì Google đã đưa ra những dấu hiệu cảnh báo màu vàng trên trang của công cụ tìm kiếm ở Australia. Thưa quý vị, lưu lượng nước lũ đổ vào đập Tam Hiệp của Trung Quốc liên tục lập đỉnh trong 2 ngày qua và chính thức đạt mức lớn nhất từ trước đến nay vào sáng nay. Hiện đập này đang phải mở 11 cửa xả lũ với lưu lượng nước lũ lên tới 49.200 m khối một giây. Vào 8 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, đỉnh lũ của trận lũ số 5 trên sông Trường Giang đã đổ vào đập chứa nước Tam Hiệp với lưu lượng lên tới 75.000 m khối một giây. Dự báo đập Tam Hiệp sẽ còn phải tiếp tục gánh chịu lượng nước lũ trên 50.000 m khối một giây liên tiếp trong khoảng 5 ngày tới. Đây là mức nước lũ lớn nhất mà đập Tam Hiệp phải hứng chịu kể từ khi được xây dựng đến nay. Còn tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, mưa lớn từ ngày hôm qua đã khiến ngập lụt trên nhiều tuyến đường, gây khó khăn cho hoạt động đi lại và đời sống của người dân. Tại New Delhi, người tham gia giao thông phải vật lộn với dòng nước ngập sâu, trong khi ô tô và xe buýt đều không thể hoạt động. Tại một bảo tàng ở Jaipur thuộc bang vùng sâu vùng xa Rajasthan, người ta đã buộc phải phá lớp kính bảo vệ của một xác ướp Ai Cập 2.300 năm tuổi để nhằm cứu xác ướp này khỏi nước lũ. Trong mùa mưa lũ năm nay, thì cả nước đã có 847 người thiệt mạng vì lũ lụt. Các quan chức và cư dân vùng biên giới của Mexico đang lên tiếng phản đối cảnh báo đánh thuế xe ô tô cá nhân từ Mexico đi qua biên giới được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Theo Tổng thống Trump, khoản tiền đánh thuế sẽ được dùng để xây bức tường biên giới giữa hai nước. Thị trưởng thành phố Ciudad Juárez cho rằng đề xuất đánh thuế xe hơi qua biên giới của Tổng thống Donald Trump giống như một động thái nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử tháng 11. Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Giao thông Vận tải Mỹ, khoảng 73 triệu phương tiện cá nhân đã vượt Mexico vào Mỹ năm ngoái, trung bình 200.000 xe ô tô mỗi ngày. Thưa quý vị, giữa lúc căng thẳng Mỹ-Trung đã lên ngưỡng gay gắt, Mỹ đang vận động các đồng minh châu Âu loại bỏ Huawei ra khỏi các kế hoạch phát triển hạ tầng 5G. Tuy nhiên, mức độ chấp nhận Huawei trong số các thành viên Liên minh châu Âu lại không hề thấp. Tại thành phố công nghệ Thâm Quyến, nơi đặt thủ phủ của tập đoàn Huawei, hạ tầng 5G đã rất sẵn sàng. Hệ thống truyền dẫn của truyền hình nhà nước Trung Quốc bằng sóng 5G đang được thi công. Huawei đã trở thành nhà cung cấp hạ tầng mạng lớn nhất thế giới và đang lên kế hoạch cung cấp thiết bị 5G cho toàn thế giới. Nhưng chính phủ Mỹ đã áp đặt lệnh cấm các doanh nghiệp nước này làm ăn với Huawei, bất chấp những phản ứng từ Bắc Kinh. Hành động của Washington đi ngược với những phát ngôn về nền kinh tế thị trường và cạnh tranh công bằng của họ. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Châu Âu hiện đang rất chia rẽ về quan điểm với Huawei trong cách tiếp cận mạng 5G. Anh, Pháp, Thụy Điển, Na Uy, Litva, Ba Lan và Séc chung quan điểm với Nhà Trắng về việc hạn chế dùng thiết bị Huawei hoặc hoàn toàn loại bỏ công nghệ 5G. Trong khi đó, Iceland, Phần Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Áo, Hungary và một số nước khác hiện vẫn chưa quyết định. Thụy Điển đã sử dụng thiết bị Huawei kể từ thế hệ 4G và đến nay không có vấn đề gì về bảo mật. Hiện một công ty viễn thông lớn của chúng tôi đang xây dựng mạng 5G với thiết bị Huawei.
Cho đến nay, nền kinh tế đầu tàu của châu Âu là Đức luôn tránh việc đưa ra quyết định về vấn đề này. Mỹ và Trung Quốc đều là những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu với Đức, và Berlin không hề muốn làm mất lòng bất cứ bên nào. Thậm chí, nội bộ chính phủ Đức cũng chia rẽ trong vấn đề Huawei. Một số thành viên muốn loại trừ hoàn toàn Huawei khỏi mạng 5G. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối chính sách loại bỏ Huawei khỏi mạng di động thế hệ mới. Những nhà mạng như Deutsche Telekom của Đức vẫn đang có quan hệ thân thiết với Huawei. Dù sao, chính phủ Đức dự kiến chưa đưa ra quy định nào về mạng 5G cho đến tháng 9. Sự nghi ngại của châu Âu có thể đang trở nên lớn hơn, nhất là đối với mạng lõi của 5G. Có một quan điểm chung ở nhiều nước là hướng tới việc cấp một vai trò rất nhỏ cho Huawei trong mạng 5G. Ở Italia, nhà mạng TIM vừa loại Huawei ra khỏi danh sách đấu thầu cung cấp thiết bị cho mạng lõi 5G. Trước đó, đã có những báo cáo cho biết chính quyền Italia đang xem xét loại trừ Huawei khỏi chương trình xây dựng mạng 5G. Đặc biệt, Huawei sẽ gặp khó ở Trung và Đông Âu, nơi một số quốc gia phụ thuộc vào khối liên minh quân sự NATO. Nhiều nước khu vực này đã ký các tuyên bố chung với Mỹ về an ninh mạng 5G, cam kết sẽ không hợp tác với các công ty thuộc đối tượng cảnh báo. Quý vị và các bạn đang theo dõi Thế giới chuyển động. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc thông báo đã phê duyệt tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 ở người đối với thuốc điều trị COVID-19 do công ty dược phẩm Green Cross Pharma của nước này bào chế. Đây là loại thuốc sử dụng huyết tương lấy từ những bệnh nhân COVID-19 đã bình phục, qua đó kích thích phản ứng miễn dịch của cơ thể người bệnh. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 cũng đã được phép bỏ qua đối với thuốc này sau khi đánh giá mức độ an toàn đã được kiểm chứng của dược liệu huyết tương. Dự kiến thuốc sẽ được thử nghiệm ở 60 bệnh nhân COVID-19 thể nặng với các triệu chứng như viêm phổi. Bộ Y tế Thái Lan đêm qua thông báo đã có thêm 2 ca dương tính với COVID-19 lây nhiễm bên ngoài khu cách ly sau gần 90 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. 2 ca lây nhiễm này đều mang quốc tịch Thái Lan và trở về từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong các ngày mùng 2 và 24 tháng 6. Bộ Y tế Thái Lan cho biết tất cả những ai đã từng tiếp xúc với 2 bệnh nhân này sẽ được xét nghiệm COVID-19, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2 ở nước này. Ngày 19 tháng 8, hàng chục nghìn cư dân đã phải sơ tán khỏi 2 khu vực vịnh San Francisco và thành phố Vacaville, miền Bắc bang California, Mỹ do cháy rừng đã lan rộng, thiêu rụi diện tích lớn đất rừng, đe dọa hàng chục công viên, khu bảo tồn và công trình dân sinh. Bang California phải ban bố tình trạng khẩn cấp để giải ngân các quỹ cứu trợ khẩn cấp. Cho đến nay, hơn 20 vụ cháy rừng đã hoành hành dãy núi Santa Cruz chạy dọc bờ biển Thái Bình Dương và các khu vực lân cận, khiến 22.000 người phải sơ tán. Hơn 20 công viên ở khu vực vịnh San Francisco phải đóng cửa. Hỏa hoạn thậm chí còn lan rộng ra đường quốc lộ và nhiều đường ống dẫn khí đốt phát nổ ở một số khu dân cư. Thưa quý vị, buộc phải đóng cửa vì quy định giãn cách xã hội trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành, công viên cá sấu lớn nhất ở Tamil Nadu, Ấn Độ đã lập một kênh YouTube của riêng mình với mục đích kiếm tiền nuôi sống hơn 2.000 cá thể cá sấu ở đây để có thể tồn tại qua thời gian đóng cửa vì đại dịch. Do các quy định giãn cách xã hội trong thời gian đại dịch, công viên cá sấu lớn nhất ở Ấn Độ này đã buộc phải đóng cửa và do đó không thu được kinh phí từ hoạt động bán vé tham quan thông thường. Công viên cá sấu này có thể cạn kiệt nguồn kinh phí trong vài tháng nữa. Để có thể nuôi sống được hơn 2.000 cá thể cá sấu trong vòng một năm tới, ban quản lý công viên đã lập một kênh YouTube chuyên biệt để quảng bá công viên cũng như có thể kiếm thêm một nguồn doanh thu để duy trì hoạt động. Chúng tôi đã lên kế hoạch để có thể tăng nguồn thu kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau. Một trong số đó là thành lập một kênh YouTube chuyên biệt. Hiện tại doanh thu từ kênh này vẫn chưa nhiều, song trong tương lai, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người biết đến và chúng tôi up lên nhiều video hơn. Do đặc thù làm việc theo ca, đặc biệt trong thời gian đại dịch, nhằm bảo đảm quy định giãn cách xã hội, nên số lượng nhân viên làm việc tại đây cũng phải giảm bớt, khiến cho áp lực đang đè nặng lên các nhân viên ở đây. Trước khi đóng cửa do lệnh giãn cách xã hội từ ngày 16 tháng 3, công viên cá sấu lớn nhất Ấn Độ này có đến khoảng 5 triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Nhưng giờ đây không có khách đến thăm, đồng nghĩa với công viên không thu được kinh phí hoạt động từ tiền bán vé. Vốn 50% chi phí vận hành công viên lấy từ doanh thu bán vé, còn lại là từ các khoản trợ cấp và nhà hảo tâm. Công viên cá sấu lớn nhất ở Ấn Độ này là nhà của hơn 2.000 cá thể và số phận của chúng chưa được bảo đảm chắc chắn chừng nào công viên còn đóng cửa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.